ăn cái ba lô mà đi ngủ bờ ngủ bự, tìm thầy Tây Tạng để học đạo. Mà mình nên nhớ những cái vị reincarnation của Tây Tạng là Rinpoche đó là ai cũng có thiệt. Ngài Đạt Lai Lạt Ma 14 lần là thiệt, không đâu có thể nói láo được. Nhưng mà đó là dạng gì mới không biết. Cúp xác. Tại sao mình gọi là cúp xác? Là từ vì khi mà ổng tu ở một cái những cái vị Rinpoche tu ở một cái level rất là cao, họ muốn trở lại để tu tiếp, để tiếp tục để mà đi giảng pháp. Giảng pháp là để làm một vị thầy giảng pháp, để dạy đạo, để tạo nhiều công đức nữa. Thì họ control được cái thân trung ấm, là theo kim cang thường mật tâm á. Thì khi họ bỏ cái xác già đó, cái xác già đó họ cho là ok, departure cái này. Rồi cái họ mới, trước khi họ bỏ cái xác đó, thì họ biết ở nơi kia có một cái người cũng, tại vì họ phải vô cái hệ phái Tây Tạng, họ không có thể đầu thai thành người Việt Nam được. Tại Việt Nam thì họ sẽ phải học lại cái lối tu của Việt Nam rất là khó. Cho nên họ đã quen đọc kinh Tây Tạng, kiểu tu tập Tây Tạng rùm beng beng đại hát, thì họ phải tiếp Tây Tạng, Tây Tạng, Tây Tạng. Cho nên những cái tái sanh, tại sao nó không có áp dụng ở Việt Nam hay ở Tạp mà lại chỉ có Tây Tạng không? Là vì những ông thầy Tây Tạng trước khi mà quỷ cái xác già không ăn đúng được 90 tuổi, rồi bệnh tật rồi này nọ nữa, còn không có tu tập được nhiều nữa, thì họ phải chấm cái thần hồn của họ có thể ngồi thiền, ngồi sức hồn. Họ biết được ở nơi đó cách đó khoảng 100 cây số hoặc là 300 cây số về hướng đông bắc gì đó, có một cái bà Tây Tạng, bà đang mang thai một cái thằng bé boy. Tại vì thằng hồn của ổng khôn rồi, ổng có thể biết được người đó đang có bầu vậy. Thì nhưng mà khi nên nhớ cái luật Phật, khi giữa người chồng và người vợ internet với nhau, đang ăn ái với nhau, là sanh ra thằng con trai, có nghĩa là cái thằng con trai đó là ân ái với cái người mẹ của nó thì mới có bầu với nó. Nhớ ngược lại cũng vậy, cũng giống như con là con gái, thì cái ngày và cái thời khắc mà con nằm trong cái bụng mẹ của con á, thì là con là người ân ái với cha con á, đẻ ra con đó là thiệt vậy. Mà thì nó đã có cái thần hồn sẵn rồi đúng không? Thần hồn thằng boy, chứ ông không có vô mấy cái thần hồn phụ nữ, mấy ông thầy ta bạn giỏi á. Thì kick out cái thằng boy đó, hey, cho mày đi kiếm chọn nhà khác để cho tao mượn cái này. Tại vì ổng tu tập ổng có cái lực mạnh hơn ở người bình thường, thì có phải là cướp xác không? Còn nếu mà ổng mà từ đầu mà ân ái thì vô cái bầu thai 9 tháng 10 ngày á, sẽ mất đi hết những cái kiếp mà ổng đang đạt được rồi, ổng đang là viện trưởng rồi, ổng sẽ quên hết. Cho nên phải dùng cái chữ mình gọi là hơi nặng, nhưng mà thật sự là cướp xác. Đuổi cái thằng kia đi, tại thằng kia là nhà chứ, mượn cái baby đó chứ. Nhưng mà ổng bây giờ nói hơi mày, tao tu mà cho tao mượn cái xác này đi. Nhưng mà cái đó khác nào cướp của người ta. Nó cứ thế. Cho nên mấy ổng nhớ được. Đến khi mà ổng dặn đệ tử ổng đi về hướng đó, chỗ đó, địa điểm đó, nhà đó, mày tìm tao lại nha, mày đem mấy cái đồ để tao nhận dòng chuỗi của tao, những gì tao đo ấy, là vô cái thác bế binh. Nhưng mà ổng không có quên, làm sao quên được? Là tại vì cướp chắc sao quên, còn khi đầu thai mới là quên. Cái chỗ mình muốn nói chỗ này á, là đa số mấy ổng là vậy. Yes. Còn khác cho bộ cái xác phàm này 170 pound này cũng là thiên tử. Cái chân linh này là một cộng tóc của thiên tử đang ở trên trời với đang ở dưới trà. Hai câu chuyện khác nhau. Có hiểu không? Rồi những cái gì đó phải tu lại một baby thì họ mới có được giỏi nhất. Là như ông thầy chùa Phim Anh là hiện giờ chùa thấy còn có 3 dòng. Chắc bữa giờ ông đi đâu tùm lum dính trượt cái gì nhá. Con sư phụ là giống như kiểu ông Edwin nó thấy. Mà giàu cho những gì có lỗi lạc siêu cỡ nào,
cũng là một vị thầy, là cũng có một đống đệ tử, có thể có trăm cả ngàn đệ tử, cũng có thể làm chủ trì một cái chùa, cũng tạo nhiều công đức, tay kéo nhiều người tu là nhiều công đức. Nhưng mà mấy vị đó đâu có khả năng, đâu có cái power, đâu có cái ấn chứng của hội đồng chư Phật, đâu có cái lệnh của Thượng Đế để mà lập đạo, mà hiểu không? Vậy mà tại sao thầy Linh Nhẫn, những Phật tử chùa Phim Anh thời xưa gặp sư phụ thì chửi, cứ sĩ giả, còn gặp mấy ông thầy ta tạng chỉ là dạng Jesse hay là Rambuche thường thôi, tái sanh cái một hay là chuyện bình thường. Vậy mà lại mất chạy. Hiện như chùa mình cũng đang xảy ra như vậy. Cái đám bạn đạo cũ Vân và mấy nhỏ nó hổn sư phụ. Vậy nhỏ gì, nhỏ gì, bác sĩ nhỏ gì hả? Ngăn á, giờ nó còn đáng không? Trời, nhỏ nó hổn, thích mấy ma tôi hộ ra gì, có phải là vô minh không? Tôi nghĩ nó tránh kiến hay là nó tà kiến, tại vì nó chắc nó không bao giờ tin người Việt Nam mình như vậy, là người mình khi dễ người mình cứ đi chậm người ngoài không à, con hiểu không? À, nhưng mà ngay cái vùng này á, họ có cục hột sòn 170 pound mà họ không biết á, ở chỗ nó thiệt luôn á, sau này rồi họ sẽ hối hận hết.